Smartphone và laptop là thủ thuật nổi bật tuần qua. Hướng dẫn kiểm tra tình trạng chai pin trên smartphone Android, iPhone và laptop. Smartphone, laptop và nhiều thiết bị di động hiện nay đều đang sử dụng pin công nghệ lithium ion. Bên cạnh các ưu điểm thì nhược điểm của loại pin này đó là tuổi thọ giảm dần theo thời gian và sau nhiều lần sạc trên xả pin sẽ dẫn đến tình trạng chai pin, khiến pin không tích trữ đủ lượng điện như thiết kế ban đầu và mau chóng xả hết chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, ngắn hơn nhiều so với thông số của nhà sản xuất. Vậy làm cách nào để biết được pin trên smartphone hay laptop của mình đã bị chai hay chưa và mức độ chai thế nào để có giải pháp thay thế pin trên sản phẩm? Bài viết được dân trí giới thiệu tại đây sẽ hướng dẫn bạn cách thức kiểm tra mức độ chai pin trên smartphone Android cũng như iPhone và laptop để biết được đã đến lúc cần phải đôi pin mới trên sản phẩm hay chưa. Thủ thuật tạo hiệu ứng gương mặt trẻ em đang gây sốt trên mạng xã hội. Những ngày gần đây, khi truy cập vào các trang mạng xã hội bạn sẽ thường xuyên bắt gặp nhiều người đã tự biến ảnh chân dung của chính mình thành gương mặt trẻ em cực kỳ đáng yêu và ngộ nghĩnh. Để thực hiện điều này, người dùng cần nhờ đến Snapchat, là ứng dụng nhắn tin bằng hình ảnh mà Facebook rất muốn thâu tóm nhưng vẫn chưa thể thành công. Mới đây Snapchat vừa trang bị thêm cho ứng dụng của mình một bộ lọc hình ảnh với tên gọi Baby, cho phép người dùng tạo hiệu ứng trẻ em trên gương mặt của mình khi chụp ảnh. Với hiệu ứng Baby, người dùng có thể biến gương mặt của mình trở thành những đứa trẻ đáng yêu và ngộ nghĩnh. Người dùng Android, download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây. Tương thích Android 4 44 trở lên với người dùng iOS. Download ứng dụng miễn phí tại đây. Tương thích iOS 10.0 trở lên. Thực hiện theo hướng dẫn của dân trí tại đây để tạo hiệu ứng gương mặt trẻ em trên hình ảnh của mình. Những lưu ý để sử dụng thiết bị điện tử an toàn trước sấm sét mùa mưa. Vào mùa mưa, đặc biệt là những ngày mưa đầu mùa rất dễ xảy ra tình trạng sấm sét và gây ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử sử dụng trong gia đình nếu người dùng không bảo vệ an toàn. Ngoài loại xét đánh trực tiếp đánh thẳng vào nhà cửa công trình, cây cối hoặc đánh vào người đang di chuyển, còn có xét đánh gián tiếp, là xét đánh vào đường dây điện thoại, đường dây tải điện cao thế hoặc hạ thế ở một nơi nào đó rồi theo đường dây truyền vào công trình làm hư hỏng thiết bị điện đang sử dụng, có thể kể đến hiện tượng bóng đèn, điện thoại, TV, tủ lạnh, bị cháy hoặc người đang sử dụng điện thoại bị giật mạnh. Đây là loại xét thường gặp và gây ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử thường xuyên nhất. Vậy làm cách nào để sử dụng thiết bị điện tử an toàn khi trời có sấm sét? Bài viết được sân trí giới thiệu tại đây sẽ cung cấp cho bạn những lưu ý cần thiết để phòng tránh những tác hại do sấm sét mang lại. Thủ thuật giúp dễ dàng chèn phụ đề lên file video. Có đôi khi bạn muốn chia sẻ một đoạn video lên mạng xã hội để nhiều người cùng xem. Tuy nhiên trong video có những đoạn hội thoại với âm thanh không quá rõ ràng và khó nghe, việc chèn thêm các đoạn phụ đề sẽ giúp cho nội dung video trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn. Ngoài ra, Việc chèn thêm các đoạn phụ đề hoặc các đoạn chú thích lên video sẽ giúp nội dung video trở nên sinh động hơn cho người xem, giúp họ có thể xem và hiểu được nội dung ngay cả khi không cần nghe tiếng. Trong trường hợp cần chèn thêm các đoạn phụ đề lên video được quay bằng smartphone, bạn có thể nhờ đến ứng dụng với tên gọi iCut. Yêu iCut yêu là ứng dụng xử lý video đa năng và miễn phí, cho phép người dùng dễ dàng cắt, ghép, thêm hiệu ứng màu sắc, điều chỉnh tốc độ, tua nhanh, chậm trên file video, ngoài ra Ứng dụng còn cho phép người dùng thêm các đoạn phụ đề lên video một cách dễ dàng. Ưu điểm của yêu cắt đó là hỗ trợ xuất video sau khi xử lý với chất lượng cao, full edit và không chèn thêm các watermark lên file video sau khi đã xử lý. Download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây. Tương thích ANDZOID43 trở lên. Xem hướng dẫn cách dùng ứng dụng đã được dân trí giới thiệu tại đây. Phạm Thế Quang Huy